Ê, cái gì đây? Có hơi nặng nặng nha. Trời ơi, dính con hành chà bá luôn. Trời ơi, con hành. Đấy, dọn qua bên kia cho cả nhà cùng xem nha. Này. Trời ơi, nó đang thui chà bẹ luôn. Rồi, tới cái tiếp theo cả nhà. Quá im luôn cả nhà. Sao? Hình như tôi thấy có lúa ép ở cái này. Đây vô hồi dưới luôn. Như hơi khơi của lúa ép. Lúa còn dắn ép và chuột ép lúa nha. Sao không thấy gì vậy ta? Trời, con củ hành nữa nha. Củ hành cũng khá to nha, không có chuột để đặt nữa cả nhà. Để đây đi, mình mốt có chuột còn phải lên đặt lại nha. Trời, chui vô như da nó dính thì lum. Con củ hành này, hành 2, hành 3. Vô xử chuột. Ấu chuột luôn cả nhà. Chung ra con rắn này vô cũng lâu rồi cả nhà. Vô cái ngay bữa đêm tuần đặt đầu tiên luôn cái gì. Không có, này nó mới ấu con chuột ra. Này. Khá im nha. Rồi, tiếp tục. Lúa thì tuần bỏ cho chuột 3-4 bịch luôn cả nhà, mặc sức chuột nó ăn. Lúa và bỏ bóng bịch thì chuột ăn thoải mái nha. À, tiếp tục. Hai cái. Bên kia có người nha cả nhà. Nên Tùng không có quay cái đường đi nha. Không thấy phương hướng gì cả nha. Thì ngay chỗ này ngon quá mà dở. Ê, nặng. Nặng cái nhà ơi. Con gì đây? Trời, con ngựa. Con ngựa có 6 lạng, 7 lạng vậy cái này. Tụi sẽ đánh lọt vô, tụi đặt cái đi tiếp cho cái này. Cái điểm này nó cũng khá là cười ngon đấy. Tụi đặt xong rồi tụi sẽ quay dây con ngựa cho cái này thì xem nha. Đến tới cái khu 7 thì khu 7 ở đây thì Tùng có gà 2 cái nha cả nhà. Kiến vàng cắn. Ui. Khu này thì vàng ngon lắm nha. Nhưng mà chưa thấy gì hết. Còn mấy luôn. Tiếp tục cái bẫy ở đây nha cả nhà. Bẫy thầy bữa gà chỗ nào ta? Cái này mở ra có thành quả cũng đỡ khổ cả nhà, cũng khá yên nha. Còn chuột luôn. Tới cái bãi leo núi nha cả nhà. Cái bãi này phải nói là thăm dắt cực cực, leo tuốt trên cao xuống tới đây. Hôm qua bên đây mới thăm được cái bãi nha. Hôm nay sao đây? Bữa hôm thì dính con hành nhỏ. Bữa nay có chạy không? Ui,
Ôi, kiếm con hành bươn nữa rồi cả nhà. Ôi, con hành khủng nè. Con này tầm nửa ký. Nửa ký, hơn nửa ký nha cả nhà. Quá im luôn. Rượu nó đã nè. Cả nhà thấy không? Nắng quá. Con này khá to nha. Rồi. Tiếp tục, mai mốt cái có chuột Tùng sẽ đem lại đây đặt tiếp nữa cả nhà. Quá im luôn. Quá ngon. Trời ơi, con hành nó đã. Con hành này nó khủng. Tiếp tục cả nhà. Đây, tới khu vực này là Tùng có hai cái nha. À, nay sẽ đi giúp cái luồng bẫy ở Sóc Dàm cả nhà. Nay giúp hết luôn. Không có chuột nữa thì Tùng sẽ giúp đi giúp giúp bẫy nha. Thì trước khi đi giúp bẫy thì cho Tùng xin mến chào cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ nha cả nhà. Thì cả nhà xem kênh thấy hay và ủng hộ cho Tùng nha. Rồi. Tới cái bẫy đầu tiên, giúp cái bẫy đầu tiên luôn. Xích cũng lỏng một trời, có ai dạch ta trời. Bẫy hổm này mình lấy đồ đẩy kính lắm nè, sao ai dạch nè cả nhà. Ơi. Cái gì đây? Có hơi nặng nặng nha. Trời ơi, dính con hành chà bá luôn. Ôi con hành. Đấy, dọn qua bên kia cho cả nhà cùng xem nha. Này. Trời ơi, nó đang thui chà bè luôn. Rồi, tới cái tiếp theo cả nhà. Quá im luôn cả nhà. Phải không? Đây. Trong ở đây cũng còn cái nữa nè. Cái này thì lúc trước nó có chín giăng hổ con đồ cả nhà. Nay thì sao lâu quá không thấy nó chạy nữa nha. Ui, nhà queo luôn. Điểm này còn chuột luôn nè. Chuột cắn đứt dây bao hết nè cả nhà. Rồi, còn chuột luôn. Phát lương thực cho nó nha. Lương thực phát lên. Để Tùng đặt lại cả nhà. Dính được con hành, hai cái đầu tiên dính con hành nha. Đồng cây và cái bẫy vô đây thế cả nhà. Thế cái bẫy này. Ồ, có cực có. Có phần cả nhà. Quá trời cái bẫy phần. Hết thồn cái bẫy phần của những cái này. Trời ơi, dính được con ngựa. Đầu cỡ nửa ký vậy cả nhà. Người trắng phiếu đã thiệt chứ. Rồi, tiếp tục để Tùng đặt lại cả nhà. Đặt lại nha. Đếm nửa chung ra. Khá ngon rồi nha. Ấy giờ nó dính được ta. Không còn ra. Không giữ ghê. Này. Đây, thăm mấy cái kia tiếp cả nhà. Đây, hôm nay đi là thăm cái chỗ chim nó để gì đâu, chuột ăn giáo cả nhà. Để tao bên kia trứng, bên đây trứng mà chuột cũng tha. Ôi, chuột cũng tha bên xác hết rồi. Đây là trứng đây nè. Chuột cũng tha luôn. Ở đây chuột phá quá. Cái ổ gì mà chuột nó phá trứng chim bánh giáo cả nhà. Ăn trong kia trứng rồi. Đó. Còn được có hai trứng. Chim nó đẻ kiểu này chắc không còn không còn trứng cả nhà. Bành hơn. Tiếp tục đi vô. Vô thăm cái bẫy cả nhà. Nói chung là cái bẫy này thì hai lần không biết con gì nó ủi lật lần luôn nha. Ủi lật cái lọng nên Tùng giờ cũng mé luôn. Giờ
giờ xuống đồ với mé ủi lật nữa cả nhà. Rõ ràng không? Tùng gà trong đây nè, nó ủi trong đây nữa nè. Thua luôn. Chả biết con gì luôn. Gà tới đâu thì nó phá tới đó cả nhà. Chuột thì còn nguyên à. Nó lôi ra. Phá bành chành hết. Con này vàng nó còn lôi ra phá. Đi tiếp cả nhà. Đây thành quả được một mớ rắn hổ hành nè. Đó. Quá là im. Mấy con hổ ngựa nữa nè cả nhà. Đó. Mấy con hổ ngựa mớ hổ hành. Quá im nè cả nhà. Hổ hành vừa chắc cả 2 ký mấy 3 ký á. Cho Tùng xin kết thúc cái video nha. Cái video tiếp theo.